Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của y học hiện đại thì y học cổ truyền ngày càng được coi trọng, đầu tư phát triển. Tuy nhiên, lợi dụng sự tín nhiệm của người dân, nhiều kẻ gian đã mạo danh các lương y online để khám chữa bệnh qua mạng, khiến người bệnh tiền mất tật mang. Chính vì vậy, việc tìm kiếm phòng khám y học cổ truyền tin cậy và chất lượng luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan những dòng quảng cáo thuốc của những kẻ tự dưng là thần y, lợi dụng tâm lý, có bệnh thì vái tứ phương của nhiều người, không ít kẻ đã mồi chài người bệnh mua thuốc, từ đó chiếm đoạt số tiền lớn lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Trước thực trạng này, nhiều người bệnh đã mất niềm tin vào hình thức khám, chữa bệnh, bốc thuốc qua mạng. Thay vào đó, họ có thói quen tìm đến những địa chỉ phòng khám y học cổ truyền uy tín để thăm khám. Một trong những địa điểm được nhiều người an tâm lựa chọn là phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Vĩnh Khang Đường. Các bệnh khó đến với chúng tôi rất nhiều, kể như ví dụ như di chứng tai biến mạch não, u bướu loại nặng, ung thư, rồi u tuyến giáp, rồi u xơ tử cung, rất là nhiều loại. Khó khăn với chúng tôi ban đầu, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, trăn trở, mong muốn tìm ra những phương pháp hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Đến nay, đã có nhiều thành tựu nhất định. Ngoài ra, còn các bệnh phổ biến như xương cơ khớp, dạ dày, tiền đình, mất ngủ, tôi cũng xử lý được cả. Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Vĩnh Khang Đường chuyên điều trị các bệnh lý u bướu, tai biến, xoang, xương khớp, dạ dày. Dựa trên nền tảng khoa học hiện đại cùng các thầy thuốc đông y có chuyên môn cao, các bài thuốc của phòng khám Vĩnh Khang Đường đều trải qua quá trình phân tách và sàng lọc kỹ lưỡng, giữ lại gần như trọn vẹn được tính sinh học đến khi thành phẩm, mang lại hiệu quả tốt và đặc trị cho từng loại bệnh. Như mình được bạn mình giới thiệu đến như phòng khám Vĩnh Khang Đường này, mình đến mình cảm thấy là thứ nhất là đến đây thì cảm giác là có môi trường rất là thân thiện, thứ hai là có thầy kiểm tra bắt mạch rất là tận tình. Và cái thảo dược ở đây hoàn toàn là từ những thảo dược thiên nhiên. Thì mình dùng mình cảm thấy là rất là ok. Với phương châm vì bệnh nhân tận tâm phục vụ, Vĩnh Khang Đường tự hào khi được lựa chọn là địa chỉ tin cậy, nơi khám chữa bệnh hàng đầu về y học cổ truyền trong lòng mỗi người dân Việt Nam.